Dạ, xin chào quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ, thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quý bà con. Số điện thoại di động qua số là 0858 335 778. À, dạ thì hôm nay em vừa về một cái lô đầu xịt mới với con, cũng đến từ thương hiệu Mitsuyama, cái mẫu đầu xịt 2HB với con, ti sứ T26. Thì hôm nay vừa về thì em cũng làm một cái video ngắn nè để giới thiệu đến quý bà con mình cùng tham khảo ha. Thì chắc có lẽ đây là một cái video mà đầu tiên ở Việt Nam để giới thiệu về cái mẫu đầu xịt ti sứ 26 Mitsuyama, tại vì hàng nó mới vừa về với con, vì nóng hổi luôn, thì công ty mới vừa gửi xuống. Thì chắc hẳn đây là cái clip đầu tiên tại Việt Nam để giới thiệu về cái con Mitsuyama TL 799 ti sứ 26 này à. Thì em cũng vừa khui hùng kiểm tra cũng như là gã chi tiết á, để kiểm tra đánh giá test máy ok trước khi để giới thiệu với bà con mình à. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu quý bà con mình cái mẫu đầu xịt Mitsuyama ti sứ 26 ha. Thì cái đầu xịt Mitsuyama này là một cái thương hiệu của Nhật với con, và sản xuất tinh công nghệ và dây chuyền của Nhật, nhưng mà nhà máy nó đặt tại Trung Quốc nha. Thì quý bà con có thể gọi đây là hàng liên danh giữa Nhật và Trung Quốc cũng được ha, tại vì hiện tại Trung Quốc thì giá cả công nhân rất là rẻ, nên tất cả những các nước trên thế giới đều đổ xô để làm hết. Thậm chí những cái tên tuổi như iPhone ha, là này nọ cũng về Trung Quốc, thì cái Mitsuyama này cũng không ngoại lệ với con. Dạ thì hiện tại em đang nhập hai mẫu như thế này với con, đang nhập hai mẫu ti sứ ha. Thì cái dòng mà ti 26 này nó có 4 mẫu với con ha, nó có không tự động ti inox, không tự động ti sứ, tự động ti inox và tự động ti sứ ha. Nhưng mà hiện tại thì em thấy quý bà con mình có xu hướng lựa chọn cái ti sứ rất là nhiều, tại vì cái ti sứ nó sử dụng rất là bền, áp nó rất là ổn định đó, thì nên em đã nhập trước hai cái mẫu ti sứ thôi để cho bà con mình tham khảo trước ha. Còn quý bà con có nhu cầu mà rẻ hơn đó, thích sử dụng máy rẻ hơn xíu mà sử dụng ti inox á, thì em vẫn có nha. Nhưng mà hiện tại em đang giới thiệu với bà con mình hai cái mẫu ti sứ trước để bà con mình tham khảo trước cái dòng ti sứ 26 Mitsuyama nó như thế nào ha. Dạ thì trước mắt quý bà con mình thì em đã thui hùng nè, thì em sẽ quay một sơ một vòng cho bà con tham khảo nha. Đây, cái đầu này đầu không tự động có bồn hơi tăng áp với con, cái đầu này thích hợp cho bà con mình chuyên để xịt rửa ha, xịt rửa. Còn cái đầu tự động hoàn toàn này thì chuyên để phun xịt, có nghĩa là cái này bà con mình thích hợp cho việc bà con mình rửa xe ha, rửa xe hay xịt rửa đồ. Con này xịt can trái, xịt rau màu, xịt hoa đồ ha, nói chung là chuyên để phun xịt, tại nó có tự động với con. Khi bà con mình khóa van, khóa cần xịt đó, thì nó sẽ trả tự động về bồn, nó rất là nhẹ máy, nhẹ motor hay chạy như không tải nha. Còn cái con này cũng giúp bà con mình là xịt liên tục nè, xịt liên tục mà không phá van, khóa cần ha. Còn nếu bà con muốn khóa thì giảm áp lại nha, chứ không mình sẽ dễ bể ống ha. Đây, đặc biệt cái hai cái con này thì nó sử dụng tất cả những cái ốc bắt là inox hết bà con ha. Đây, toàn là inox hết. Cái mẫu cải tiến này cực kỳ bắt mắt cái chỗ mà inox nha, cực kỳ hay nha các con. Thì những cái Mitsuyama mà TL599 rồi thì cái mẫu đó thì cũng ok lắm, nhưng mà ốc nó một số nó sẽ không sử dụng inox. Còn đặc biệt cái dòng mà T26 này hiện tại em thấy thì tất cả những con ốc trên đây đều sử dụng inox hết. Ừ, rất là chắc chắn luôn bà con thấy ha. Và cái dòng này T26 ấy, áp cực kỳ mạnh nha, xịt mạnh khủng khiếp mạnh. Em test máy mà thấy nó đã thiệt quá phê luôn. Thì con này thích hợp cho bà con mình sử dụng cái motor là 3HP với con ha, 3HP. 3HP hoặc là 2.5HP ha. Thì ít nhất là cũng phải là 2.5HP trở lên với con, chứ 2HP là chạy là không ok nha. HP bà con mình sử dụng cái áp nó thấp nó hoặc cái bu li nhỏ chạy mới nổi nha. Tại con này dòng 2HP mà, nên bà con phải chọn cái motor là phải từ 2.5HP trở lên, tốt nhất là 3HP ha. Dạ, thì đây hai con này thì không số nó giống nhau hết với con ha. Để em quay qua con xem nha. Là cái dòng tua nó là từ 800 tới 1200 dòng trên phút. Cái công suất là 2.2 đến 4.0 kW, và cái con áp là 10 tới 60 kg lực trên cm vuông, và cái lưu lượng của nó là 10 tới 26 lít trên phút nha các con ha. Nói chung áp cực kỳ mạnh. Và cái con tự động hoàn toàn này thì em test em thấy cái tự động nó khá là ok, rất ok luôn các con, nói chung cực kỳ ok. Thì em đã siết áp hết cho đồng hồ nó maximum luôn, nghĩa là cái áp nó lên tối tối đa luôn, đạt đạt cái gọi cực mát luôn. Bà con mình khóa lại tự động vẫn nhảy ha. Đó, đó là cái điểm mà em thích nhất ở cái đầu này. Nói chung những cái đầu xịt tự động mà mình siết cái áp vô sát luôn mà mình khóa tự động vẫn nhảy là ok, là xịt phun xịt rất là ok ha.
Thì cái đậu mà ti sứ T26 này thích hợp cho quý con mình sử dụng phun xịt những cây ăn trái á, mà lâu năm á, mười mấy năm rồi, cây nó cao cao tầm mười mấy mét á, thì sử dụng rất là ngon nha, rất là mạnh. Chứ giờ mà xịt thuốc mà ra đồng những cây cao cao mà gặp gió nữa thì xịt không tới, nó rất là bực quý con. Thì để khắc phục được cái kiểu mà áp thấp đó thì bà con mình nên chọn những con áp cao như thế này, xịt rất là đã luôn. Và hiện tại cái phụ kiện kèm theo con này với con em sẽ giới thiệu sơ ha. Thứ nhất là một cái bu ly nè, bu ly cực kỳ đẹp luôn, giống như một cái bu ly, một cái mâm của một cái bánh xe BMW luôn. Và đặc biệt dòng mới này thì có Mitsuyama ở trên cái bu ly luôn ha, có cái chữ Mitsuyama nè. Và cái phụ kiện nữa là một cái lược rác lưới inox ha, và cái bộ dây hút hồi của nó theo con, sử dụng cái đầu răng bằng thau nè, ống trong gân lõi thép. Thì cái lõi thép này giúp bà con mình nó không bị co gập ha, gãy ống. Và đặc biệt lõi trong gân này bà con mình nhìn được, thấy được cái lượng thuốc, cái lượng nước nó hút bên trong á, để bà con mình xem là nó bị thoát hơi không, nước có lên hay không ha. Và cái phụ kiện nữa là một cái bịch phụ tùng, thì trong đây những cái phốt xe cua bà con nè, phốt bố ha, một cái nút chỉnh áp nè, và một cái bộ ốc bắt nền để con bắt cái đầu xịt vào motor. Và đặc biệt là một cái phiếu bảo hành chính hãng của Mitsuyama. Thì hiện tại bên Thành Thịnh sẽ bảo hành với con mình 12 tháng chính hãng Mitsuyama T26 ti sứ này ạ. Và cái giá dự kiến em đang đưa ra với con là cái đầu xịt Mitsuyama mà không tự động bầu hơi này thì em đang bán với giá là 2 triệu 950 ngàn ha. Và cái con bầu hơi này là 3 triệu mốt ha. Đó, thì giá dự kiến đưa ra với con do cái sản phẩm mới ha, thì mình đưa cái giá dự kiến cho bà con mình tham khảo ha. Rồi sau này nó sẽ là tăng hoặc giảm tùy theo cái thời điểm của con ha. Thì hiện tại đây là sản phẩm mới thì giá dự kiến như thế đấy ạ. Thì bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha. Và đặc biệt để mở màn cho một cái Mitsuyama mà T26 này phát triển hơn thì em sẽ tặng với bà con mình kèm theo là một chai nhớt 1 lít ha, để bà con mình chăm sử dụng nên không cần phải tốn tiền mua một chai nhớt nữa ha. Đó, 2 triệu 950 và 3 triệu 100 ngàn ha, và tặng kèm theo một chai nhớt bảo hành 12 tháng chính hãng của thương hiệu Mitsuyama ha. Thì cái Mitsuyama TL mà 799 này nó đặc biệt ở chỗ á bà con, nó là cái ti sứ này. Đây em cũng gã bà con thấy ha. Em cũng gửi chi tiết bà con mình đánh giá như thế nào hàng hóa nè. Thì nói chung là trước khi mà em tung cái sản phẩm ra thị trường á, thì em về là em phải gã như thế này, em gã hết tất cả chi tiết, em kiểm tra hàng hóa như thế nào, rồi em bắt đầu em lắp vàng như thế này đâu bà con. Đó, em lắp vàng em test máy đâu ha, nói chung các kiểu ok, hàng hóa ngon lành, em mới gửi cái đến bà con mình những cái thông tin cũng như giới thiệu cái sản phẩm. Đây, cái điểm tâm đắc nhất ở cái con Mitsuyama mà T26 ti sứ này với con là cây ti nó dài 1 tấc 32 ha, nhưng mà cái phần sứ nó dài hơn 1 tấc 1 tấc 1 con ti sứ á, nhưng mà cái phần sứ nó dài gần 1 tấc 1 luôn nè. Đó, còn đối với những cái sản phẩm trên thị trường mà con thấy ha, đây sứ thì nó chỉ có một đoạn đó con, chứ nó không có nguyên cây như cái thằng Mitsuyama mà T26 nữa ha. Đó, đây là những phần sứ trên thị trường. Sứ trên thị trường thì nó chỉ nằm ở trong cái khoảng xi lanh này thôi nè. Đó, nằm trong khoảng xi lanh này thôi. Còn riêng cái thằng Mitsuyama thì nó nằm từ xi lanh và là dài xuống tới lốc luôn ha. Đó, nó khớp độ ok. Thì như vậy thì cái áp mình nó sẽ ổn định hơn với con ha. Nó sẽ bền hơn. Và đặc biệt tuy đây là dòng ti sứ nhưng mà nhà máy họ vẫn lắp cho bà con mình thêm những cái nút mở bò này ha, bằng thau luôn, nút cực kỳ chất lượng luôn ha. Thì cái nút bằng mở bò như thế này bà con mình có thể chăm thêm mở bò ha, thì nó rất là bền, thứ nhất là bền cho phốt bà con, và loại ti nó không ảnh hưởng gì ti nha. Thì ti sứ thì nó sẽ không bao giờ xước, không bao giờ bị mòn, còn khi mở bò nó thì phốt bà con mình cực kỳ bền luôn ha. Và đặc biệt những cái dòng ti sứ như thế này á thì nhà máy họ sẽ sử dụng là bộ phốt bố cho con ha, sử dụng bộ phốt bố cho cái máy mình nó sẽ bền hơn. Và đặc biệt cái dòng Mitsuyama này á thì cái bộ phốt bố nó được double với con, double lên. Thì thường á trong cái xi lanh như thế này á thì nó chỉ sử dụng một cái phốt bố thôi, nhưng mà riêng cái dòng mà ti sứ 26 này nó sử dụng hai cái phốt bố ha, hai cái phốt bố và một cái phốt cao su. Nó đặc biệt cái dòng này chỗ đó. Cái điểm tâm đắc nhất ở dòng Mitsuyama mà em đã kiểm tra và đánh giá như thế này thì em thấy ở đây nó có cái những cái điểm tâm đắc như thế này với con. Thứ nhất là cái ti sứ nó dài, phần sứ nó gần chuyên như là chiếm trọn cả một cái ti ha. Thứ hai nữa, cái phần tự động ở dòng này cực kỳ nhạy nha. Những cái điểm mà con mình đáng lưu tâm nhất như là tự động nhạy, áp siết cực kỳ mạnh, lên maximum luôn, áp lên maximum nhưng mình khóa nó nha, cái cảnh trả gì ngọt ngào nó. Đó, đó cái điểm ăn tiền nhất những cái đầu xịt mà xịt thuốc ha. Dạ, thì đó là những cái thông tin về cái con Mitsuyama mà ti sứ 26 vừa cập bến.
thì bà con có nhu cầu cái liên hệ trực tiếp với em ha. Dạ em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ em xin chào nhé. Thì em cũng làm một cái video để giới thiệu cái rải chi tiết như thế này, thì bà con mình có thể tham khảo thêm để biết rõ hơn về cái con Mitsuyama mà T26 tỷ xứ như thế này ha. Dạ em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào mọi người. Dạ thì bây giờ bắt đầu bên cửa hàng Thành Thịnh sẽ test cái đầu xịt Mitsuyama TL799 ACB tỷ xứ 2HB nha các con. Thì hiện tại em đang sử dụng cái đầu kéo là cái đầu nghĩa điện Nhật Bản nè, Mitsubishi Superlight 3Q7 ha. Thì con này là khoảng là 3HB các con. Thì hiện tại đã test với con VTC của Đài Loan 2HB là chạy không nổi nha. Ha. Nói chung 2HB của Đài Loan là yếu quá yếu. Thì sử dụng cái con 3.7 3HB của Mitsubishi Superlight. Thì bây giờ em test và con tham khảo nha. Đó. Đây, áp. Áp lên là maximum luôn các con ha. Cứng kim đồng hồ luôn nha. Khóa lại. Đó. Ok nhất cái vụ là lên cứng kim đồng hồ mà mình khóa tự động vẫn trả gì không á. Ừ, ngon cái cư đó rồi con. Rồi mở đi em. Đi xa sao. Đây sử dụng cái bếp rửa xe khoảng 2 ly nha. Đây rất là xa luôn rồi con. Này, nước nó vẫn xả còn rất là nhiều nha. Nè con thấy ha. Nước xả như thế này mà còn rất là mạnh. Thường thường cái đầu xịt yếu mà nước xả cái này là không bao giờ mạnh nổi nha. Khóa lại. Không tự động nhảy á. Chéo ở đây. Rất là xa. Ra ngoài ra ngoài. Áp đồng hồ cứng kim luôn các con. Hết lên được đó ha. Khóa. Không. Cứng kim nhưng khóa cái trả gì không được ha. Nè nước xả mầm nha, tự động ok ha. Mở em ơi. Đây áp lên ha. Rồi ba nó tự động trả vô liền. Rồi mở lại. Tới điện cao thế luôn. Rồi tắt đây mà. Mạnh quá. Rồi quá ok với con.